Xin chào các anh chị, xin chào. Thế tôi là Phan Anh. Trong chương trình series video Phan Anh Business and Marketing Vlog, tôi là làm vlog về các cái chủ đề liên quan đến kinh doanh và marketing, bán hàng. Để không mất thời gian nữa thì trong bài học này, trong video này tôi sẽ update một cái xu hướng đang một cái sự vụ đang rất là hot ở trên báo chí trong 2-3 ngày trở lại đây. Đấy là một cái vụ việc khủng hoảng truyền thông của một thương hiệu thời trang. Vâng, của một thương hiệu thời trang công sở nữ. Tôi sẽ tóm tắt lại cái vụ việc như sau. Vừa rồi, trong khoảng độ 4-5 ngày vừa qua thì báo chí phanh phui ra một vụ việc có hàng tấn hàng quần áo nhưng mà đơn vị đo bằng tấn luôn ạ, cân thế cho nhanh, được cắt mác những cái mác chữ tàu, hàng Trung Quốc, và sau đó được may lại cái mác Made in Việt Nam và được thêu những cái thương hiệu cụ thể vào. Và trong trường hợp này báo chí đang đề cập đó là thương hiệu 7AM. Vâng, tôi xin phép nhắc lại là tôi nói cái vụ việc này với cái tư cách là một chuyên gia. Cá nhân tôi không đại diện cho bất kỳ một cơ quan tổ chức nào, và tôi phân tích cái vụ việc này dưới cái góc độ là làm sao để các bạn có thể tránh được cái việc này trong tương lai, đúng không ạ? Vâng, thế thì với một cái thông tin như vậy dồn dập trên tất cả các mặt báo liên tục trong khoảng 4-5 ngày vừa qua thì đã dẫn tới một cái hậu quả, đó là cơ quan quản lý thị trường đã đi kiểm tra tại các cửa hàng bán hàng tại cái thương hiệu này. Và để đối mặt với vấn đề này thì toàn bộ hệ thống cửa hàng thời trang 7AM đã đóng cửa và chưa hẹn ngày mở lại. Vâng, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11 thì tôi đang làm cái video này thì cửa hàng 7AM đã đóng cửa và chưa hẹn ngày mở lại. Thế thì vấn đề cái cửa hàng 7AM là một cái vụ việc nói riêng, và nhìn rộng ra trong ngành thời trang của mình và những ngành khác thì chúng ta sẽ học hỏi được điều gì. Tôi thấy rằng là rất là đáng lo ngại sau vụ việc Asanzo, cũng dính cái lùm xùm về mặt xuất xứ Made in Việt Nam, Made in đâu đó, đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn thấy rằng là khi mà Asanzo bị dính đòn như vậy và CEO của hãng đã nói rằng là tài sản khoảng cỡ 1.000 tỷ đã bị bốc hơi do là không bán được hàng, do là phải trả lương cho người lao động, mà người lao động thì được ngồi chơi, do là lãi ngân hàng vân vân và mây, tổn hại rất nặng nề. Thế nhưng mà các thương hiệu khác, các chủ doanh nghiệp khác, những người có cùng mô hình khác, cách thức làm khác nhưng mà lại chưa cảm thấy sợ hãi, chưa cảm thấy rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Vâng, thế thì khi mà bị bắt cái việc mà cắt mác rồi dán Made in Việt Nam rồi đưa thương hiệu của mình vào như này thì về mặt pháp lý chúng ta sẽ gặp phải những cái rủi ro gì, đúng không ạ? Ví dụ rủi ro đây là gọi là lừa dối khách hàng, đánh cháo khái niệm về xuất xứ hàng hóa. Cái Made in đấy nó rất là phức tạp về mặt pháp lý, đúng không ạ? Vâng, và liên quan đến vấn đề về nhập lậu, đúng không ạ? Mà chúng ta hay gọi là đi đường tiểu ngạch. Thì cơ bản đối với những cái vụ việc mà trong ngành thời trang như thế này thì cơ bản là sẽ dính ba cái lỗi như vậy. Cái rủi ro là một là xuất xứ hàng hóa, hai là lừa dối khách hàng, và ba là liên quan đến trốn thuế, buôn hàng lậu. Và tất nhiên thì các bạn sẽ nói là bây giờ không làm như thế thì lấy gì mà ăn, đúng không ạ? Và cả thị trường đang hoạt động theo cách như vậy. Vâng, thế thì ở đây tôi không có ý kiến về cái việc đó. Tôi không có ý lên án hay là phản đối, mà tôi đang nói là nếu như bạn đang làm theo cách này thì bạn có nguy cơ, bạn có rủi ro là gặp phải những vấn đề pháp lý như vậy. Và tương tự như này trong trường hợp của 7AM là đang bị nghi vấn và chưa có kết luận cuối cùng, nhưng cũng gây ra những cái hậu quả về truyền thông rất nặng nề, đúng không ạ? Là gần như cả nước đã biết rằng là cái thương hiệu này là cắt mác, là lấy hàng tàu về trà trộn bán, vân vân. Rồi thì rất nhiều các thương hiệu khác cũng đang lo sợ như vậy. Và phải đóng cửa cả hệ thống mấy chục cửa hàng để xử lý các vấn đề. Thế còn bao giờ mở lại hay là có làm sao không thì phải để hồi sau mới rõ, đúng không ạ? Tại thời điểm tôi làm cái vlog này là chưa thấy mở lại. Vâng. Thế thì cái giải pháp, vâng, bây giờ mọi người quan tâm cái giải pháp là cái gì? Cái giải pháp ở đây thì tôi nghĩ rằng là với những cái thương hiệu, với những cái nhà sản xuất, với những cái đơn vị trong lĩnh vực thời trang
mà bạn đang làm trong cái mảng này, bạn cũng dùng phương pháp cắt mác đúng không ạ? Thì theo tôi không nên làm như vậy. Mình nhập hàng tàu về, mình nói là hàng tàu, mình có thể bán ra một thương hiệu riêng, đấy là một giải pháp. Mình cũng có thể là để ra một chỗ riêng, mình nói đây là hàng made in Việt Nam, mình nói đây là hàng made in China đúng không ạ? Hàng này bọn em nhập thêm về bán phụ kiện đấy. Còn nếu mà mình đã lỡ nói là hàng thiết kế của người Việt thì mình có thể ghi là Design by Phan Anh, Design by XYZ là cái thương hiệu đấy. Nhưng mà made in China, made in Hong Kong hay là made in Thái Lan không có vấn đề gì cả. Đấy, ví dụ như các bạn thấy là cả thế giới này được tạo ra bởi bởi Trung Quốc, được sản xuất ở Trung Quốc, đúng không ạ? iPhone cũng sản xuất ở Trung Quốc, MacBook cũng sản xuất ở Trung Quốc. Đấy, rồi tôi đi nước ngoài rất là nhiều thì xài dầu gội đầu hay là xài quần áo cũng made in China rất là nhiều. Mua tại Mỹ, mua tại châu Âu, mua tại Dubai cũng có hàng made in Trung Quốc, nhưng tại sao người ta không bị những cái vấn đề như vậy? Tức là người ta đã thành thật về mặt xuất xứ, người ta nói rất là rõ là ở đâu, ở đâu, ở đâu, chứ người không có cái khái niệm nhập nhèm, lừa dối, đánh lận con đỏ con đen rồi thì đi hàng tiểu ngạch trốn thuế, rất là rủi ro đúng không? Đấy thì mình có thể là dạng mình để nguyên sang một bên đấy, và mình đeo cái tag vào là hàng gì made in China, chất liệu như thế nào, thế thôi. Tôi nghĩ là ok. Thứ hai là thuế thì các bạn cần phải xử lý các vấn đề liên quan đến thuế một cách triệt để đúng không ạ? Phải có hóa đơn đầu vào, phải đi nhập đường chính ngạch. Vâng, chính ngạch thì bán cao lên một chút đúng không ạ? Thì mình ăn lợi nhuận ít đi, còn tốt hơn rất nhiều là mình bảo là ô thế mình không cạnh tranh được. Nhưng bây giờ mình bán được cuối cùng là gì? Cuối cùng đóng cả cửa hệ thống rồi lại có thể là sẽ phải đối mặt với vấn đề pháp lý, như là trốn thuế, như là lừa dối khách hàng, và thậm chí có thể bị truy thu thuế, thậm chí có thể bị đi tù. Thì tôi nghĩ cũng rất là căng thẳng, thì các bạn nên cân nhắc đúng không? Thế rồi thì nếu mà các bạn mà tự chủ được cái quá trình sản xuất tại Việt Nam 100% là tốt nhất đúng không ạ? Vải mình có thể ghi là vải này nhập ở Trung Quốc, nhập ở Thái Lan, nhập ở Hàn Quốc, nhập ở Nhật Bản, nhưng mà gì ạ, cắt may hay là sản xuất tại Việt Nam, mình nhập vải về mình cắt mình may tại Việt Nam thì vẫn được ghi là made in Việt Nam, thì điều đấy không có gì phải phải sợ hãi cả đúng không ạ? Ok, thì cái bài học này thì nó cũng đơn giản thôi. Thế nhưng mà tôi xin phép được nhắc lại một lần cuối, đấy là các bạn phải hết sức là cẩn thận đúng không ạ? Những bạn mà đang làm mô hình như này thì cần phải thay đổi đi. Thứ hai nữa là các bạn cũng cần phải làm cho nó chuẩn mực đúng không ạ? Chọn những cái sản phẩm tốt, chọn những cái cách làm nó cái rủi ro pháp lý nó thấp hơn hoặc là không vi phạm pháp luật nữa là tốt nhất, để tránh những cái việc chúng ta xây dựng cơ đồ sau 10 năm, 20 năm và chúng ta bị bóc phốt hay là chúng ta bị lộ tẩy đúng không ạ? Chúng ta bị cơ quan pháp luật sờ đến như thế này thì sẽ không may đúng không ạ? Ok, tôi xin phép được kết luận lại này. Tôi không nói là đây là cái trường hợp như thế nào. Tất cả những cái thông tin tôi phản ánh đều là thông tin có ở trên mạng đúng không ạ? Tôi chỉ muốn nhấn mạnh về các giải pháp là chúng ta cần phải làm chuẩn. Chúng ta không nên làm như vậy nữa. Bởi vì các cái vụ việc như là Asanzo hay là 7AM hay rất nhiều thương hiệu khác đã bị phanh phui như thế và hậu quả rất lớn. Thì chúng ta nên rút kinh nghiệm và chúng ta nên thay đổi các giải pháp, đúng không ạ? Vâng, nếu các bạn có cái đóng góp gì hay là có ý kiến gì trao đổi thì các bạn cứ liên hệ với tôi để được tư vấn, trợ giúp và trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Một lần nữa, xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.